đứng trước mỗi một khoảnh khắc quan trọng, sự lựa chọn con đường, cách thức, hành động sẽ quyết định một chuỗi nhân quả tạo tác nên một cơ đồ. Bắt đầu hình thành những nét vẽ đầu tiên trên trang đồ án thủ lập quốc, cách nói ví von khi khoa xây dựng tách khỏi trường Đại học Bách khoa Hà Nội để thành lập trường Đại học Xây dựng. Bôn ba trong muôn vàn gian khó, vượt qua thiên tai địch họa bằng tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, nên mỗi chặng đường đi qua là một dấu mốc vượt lên, khẳng định vị thế để từ miền Trung Du nơi sơ tán trở lại thủ đô tập trung tạo lực phát triển. Thấm thoát đã 55 năm, sau hơn nửa thế kỷ tạo dựng và lớn mạnh, với đội ngũ ngày một trưởng thành, những giá trị vật chất và tinh thần được bồi đắp bằng ý chí vươn lên, bằng tinh thần vượt khó và cả máu xương của lớp lớp thế hệ cán bộ, sinh viên đã tạo nên sức mạnh nâng tầm cao mới để con tàu Đại học Xây dựng Hà Nội lại hào sảng bắt đầu cuộc hành trình tiến vào kỷ nguyên mới với quyết tâm vươn ra biển lớn. Năm 1956, chỉ 2 năm sau giải phóng thủ đô, trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra đời, trong đó có khoa xây dựng. Thầy và trò khoa xây dựng đã lăn xả vào thực tế, vừa nghiên cứu, vừa học tập rèn luyện, vừa cống hiến. Từ đó sáng lên biết bao tấm gương tiêu biểu của sinh viên xây dựng, thắp lên ngọn đuốc tinh thần của những thanh niên trí thức thời đại mới, lan rộng toàn trường Bách khoa và tới các trường đại học khác. Ngay từ những ngày đầu tiên đó, thầy Lê Tâm, thầy Nguyễn Xanh Dạn cùng ban chủ nhiệm khoa đã có chủ trương cử nhiều cán bộ trẻ đi tu nghiệp ở nước ngoài để chuẩn bị lực lượng cũng như hàng loạt sự chủ liệu quan trọng khác cho các bộ môn, các ngành của một trường đại học xây dựng tương lai. Việc mà chuẩn bị cán bộ này thì cái ban chủ nhiệm khoa của khoa xây dựng Đại học Bách khoa đã chuẩn bị từ khi mà cái khóa 1 Bách khoa ra trường từ năm 1959. Đã giữ lại các một số sinh viên học giỏi và mời chuyên gia Liên Xô sang để mà giúp đỡ có đào tạo thành thầy giáo của trường. Rồi cho khoảng 100 sinh viên giỏi là sang trực tiếp với học tiếp ở trường Đại học Xây dựng mà tôi qua và sau khi tốt nghiệp lại về lại trường. Đầu năm 1966, Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp đã mời các ông Trần Đức Chân, trưởng phòng tổ chức Đại học Bách khoa, Nguyễn Xanh Dạn, chủ nhiệm khoa xây dựng, Lê Vạn, bí thư đoàn trường Đại học Bách khoa lên thành lập ban chuẩn bị cho việc thành lập trường Đại học Xây dựng. Cấp bách nhất lúc ấy là bàn bạc quyết định về việc trường sẽ tập kết ở đâu. Thầy Nguyễn Xanh Dạn kiếm được tấm bản đồ quân sự để lựa chọn địa điểm tập kết của trường. Tiêu chí chọn địa điểm là phải xa các khu công nghiệp, xa sân bay, xa đường quốc lộ. Nhưng giao thông phải thuận tiện và gần Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp để nhận sự chỉ đạo vì trường mới tách ra. Sau cùng, các thầy chọn Hà Bắc để lập khu D. Còn khu A là Hà Nội, luôn là Hà Nội, trái tim cả nước, phải được duy trì dù chỉ để lại một bộ phận thường trực. Ngày 14 tháng 3 năm 1966, thầy Nguyễn Xanh Dạn đã ký tờ trình về việc thành lập trường Đại học Xây dựng trực thuộc Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp. Thời điểm này, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ và quân các nước chư hầu vào tham chiến trực tiếp trên chiến trường miền Nam, đồng thời leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân nhằm đè bẹp ý chí đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 1966, Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa.
Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ngày 8 tháng 8 năm 1966, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định số 144CP về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng và bổ nhiệm thầy Nguyễn Sanh Dạn giữ chức quyền hiệu trưởng. Ngay sau ngày thành lập, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, cơ sở làm việc, thực hiện những chủ trương lớn về đào tạo, nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ sản xuất và chiến đấu, đồng thời tạo dựng nền móng phát triển vững chắc cho tương lai nhà trường mà cũng là tương lai cả ngành xây dựng cơ bản, phục vụ công cuộc tái thiết đất nước khi hòa bình. Trường xây dựng cái số phận rất là long đong, thành lập thì không có địa điểm. Nhưng mà cái ban mà chủ bị để mà tách ra khỏi trường Bách Khoa, thành lập trường xây dựng thì đã có một cái chủ trương rất đúng đắn, tức là con người sẽ tạo ra tất cả. Cho nên chủ yếu là phải hình thành một cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng như là thầy giáo và cán bộ quản lý của trường rất mạnh. Tất cả những cái khó khăn vô cùng gọi là lớn lao chồng chất đối với trường xây dựng về địa điểm thì bằng sức người của tất cả các thầy giáo và sinh viên hợp lực với nhau để mà xây dựng cơ sở trường. Có thể nói là tôi là một trong những người sinh viên đầu tiên của trường Đại học Xây dựng khi được tách ra khỏi trường Đại học Bách Khoa. Cơ sở vật chất nhà trường thì thiếu thốn lắm. Và đặc biệt là thời kỳ đấy là thời kỳ của chiến tranh. Thầy và trò chúng tôi học ở trong những cái lớp học, ở trong những cái khu nhà dân, ở bên bờ sông Đuống. Các cái cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái dụng cụ về học tập, về phòng thí nghiệm thì lại càng thiếu thốn. Nhưng vào thời đấy thì cả thầy và trò đã hăng say và vượt qua tất cả những cái khó khăn. Và tôi hình dung rằng là đấy là những cái bước đi đầu tiên, nhưng mà hết sức là tự hào. Trời cao trong xanh, miền quê trung du. Lời ca nói thay tiếng lòng lớp lớp thế hệ thầy và trò Đại học Xây dựng bao tháng năm. Suốt 17 năm trường kỳ, từ ngày đầu thành lập đến năm 1983, Trường Đại học Xây dựng đã gồng gánh tên trường, tên lớp, sơ tán khắp nơi, từ Hà Bắc, rồi về Hương Canh, Vĩnh Phú. Đã cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn với trang giáo án như ngọn đèn soi rọi lẽ sống, đạo làm thầy. Đã cùng nhau vượt qua trận lụt lịch sử, đã cùng nhau xuống đường đảm bảo giao thông chống chiến tranh phá hoại, đã cùng nhau vượt qua phút giây đau thương tột cùng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ngôi trường tan hoang đổ nát bởi bom đạn kẻ thù. Phải bới đống đổ nát để tìm kiếm và chôn cất đồng nghiệp, sinh viên, lần lượt 61 con người, mới hiểu sâu sắc rằng đất này có tâm hồn. Chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của mọi công dân, nếu có hy sinh thì cũng là hy sinh vì Tổ quốc, vinh dự. Chữ vinh dự của đời người đã được các thầy cô giáo nơi ấy định nghĩa kiêu hãnh như thế. Ngay trong năm 1972 ấy, hàng trăm chàng sinh viên xây dựng đã tạm biệt giảng đường vào Nam chiến đấu. Trên các nẻo đường Tổ quốc hôm nay, những cái tên như Bùi Ngọc Dương, Lê Văn Huỳnh, những người lính ở lại với thành cổ Quảng Trị, những ông thành hoàng đội mũ cối tại Đá Biên, Thạnh Hóa, Long An luôn được nhớ đến với lòng tri ân sâu sắc. Nơi các anh hy sinh, giờ đây lúa vàng thơm ngát, những công trình sừng sững mọc lên để tưởng nhớ
một thời đi hùng tráng mà các anh đã tạc dựng. Những cái bước đi của trường xây dựng là đáng là tự hào. Họ tự hào bởi vì họ đã là một cái nhà trường có rất nhiều khó khăn, rất nhiều gian khổ, trải qua rất nhiều các khu sơ tán từ Hà Bắc rồi đến Chèm, rồi sau đó là Hương Canh. Và trong những cái trận bom hủy diệt Hương Canh thì lại còn sơ tán một loạt các cái huyện ở Vĩnh Tường, xong lại quay về Cổ Nhuế, rồi bây giờ mới về đến Hà Nội. Thì cái sự thăng trầm của nhà trường nó rất là lớn. Nhưng mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì trường xây dựng vẫn là một cái trường mà rất là xây dựng. Và ở đấy có một cái tập thể các cái nhà giáo luôn luôn quan tâm đến các cái thế hệ học trò. Và lại có các cái thế hệ học trò rất nổi tiếng và họ làm rất nhiều công trình ở trên khắp cái đất nước Việt Nam. Nếu cùng điểm nhắc lại những công trình mang tầm vóc quốc gia quốc tế trên đất nước suốt những năm tháng khắc phục chiến tranh, xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và bước vào công cuộc đổi mới, thầy và trò trường xây dựng tự hào có phần công sức không nhỏ từ các thế hệ kỹ sư được đào tạo từ đây. Truyền thống đã luôn là điểm tựa để khí chất người xây dựng thêm can trường trong mỗi dấu mốc trưởng thành vượt bậc. Để đi đúng hướng, đón đầu vận hội mới, không thể không có một tầm nhìn đủ rộng và tâm hồn phóng khoáng vì tương lai tươi sáng của tập thể trong những hoạch định phát triển nhà trường. Cũng bởi nghĩ dài cho mai sau, cho những thế hệ kế cận mà lãnh đạo nhà trường đã không ngủ yên trong thành tựu mà tiếp tục lựa chọn một hành trình nhiều thách thức để cùng nỗ lực vượt lên. Trải qua hơn nửa thế kỷ thành lập và phát triển, uy tín và vị thế của trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được xây đắp bằng trí tuệ, công sức và cả máu xương của các thế hệ cán bộ và sinh viên nhà trường. Các thế hệ đầu tiên đã đặt những viên gạch nền móng vững chắc với một tầm nhìn rộng mở về tương lai phát triển của nhà trường. Phát triển trường luôn là khát vọng, ngay từ những ngày đầu tiên là chất kết dính để các thế hệ nối tiếp xây nên ngôi nhà Đại học Xây dựng Hà Nội và là năng lượng được tích lũy và truyền nối cho thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử mới trước những vận hội mới. Hiện nay cán bộ viên chức của trường gồm 900 người, trong đó có 648 giảng viên với gần 40% có trình độ tiến sĩ trở lên. Cùng với hệ thống giảng đường, thư viện và các phòng thí nghiệm hiện đại, trường đang đào tạo đa ngành với tổng quy mô gần 20.000 sinh viên và học viên theo học ở 47 chương trình đào tạo trình độ đại học, 38 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các trường đại học nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Tháng 7 năm 2017, Đại học Xây dựng cùng với Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam thực hiện và đạt chuẩn kiểm định quốc tế với thời hạn 5 năm từ 2017 đến 2022. Bởi Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Aix-en-Provence, Pháp, từ một ngôi trường nhỏ bé bôn ba gần 20 năm trên nhiều địa phương, rồi trở về Hà Nội bắt tay xây dựng lại từ đầu trong điều kiện vô cùng gian khó. Thầy và trò trường Đại học Xây dựng không có gì ngoài quyết tâm vượt khó và khát khao về sự phát triển của ngôi trường. Những thao thức trong mơ của biết bao thế hệ từng cống hiến trên giảng đường này. Đây là dấu mốc đánh dấu thời khắc Đại học Xây dựng Hà Nội tham gia vào hệ thống giáo dục đại học quốc tế, khẳng định những thành quả đã được vun đắp từ các thế hệ trước và sự bứt phá trong hiện tại. Tôi nghĩ rằng nguyên tắc kiểm định trường đang trở thành nguyên tắc phổ biến của hệ thống giáo dục đại học quốc tế. Theo đó, các trường đại học yêu cầu các tổ chức kiểm định độc lập đánh giá về cách thức thực hiện của mình, từ cách đào tạo sinh viên, tổ chức các hoạt động nghiên cứu và cách mà các trường đại học làm lợi cho xã hội. Kiểm định giúp các trường đại học đề ra các chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Thêm vào đó, các trường đại học đã được kiểm định sẽ trở nên uy tín hơn và thu hút nhiều sinh viên chất lượng cao hơn. Pour développer son économie et répondre à ses besoins sociétaux.
chất lượng đào tạo là thước đo giá trị của một ngôi trường. Đại học Xây dựng Hà Nội đã sớm chuyển đổi mô hình đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam phù hợp với hệ thống đào tạo quốc tế gồm các bậc đại học, cử nhân và sau đại học, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường liên tục đổi mới và phát triển các chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế. Từ năm 2016, trường đã xây dựng các chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. Đây là phương pháp được các trường đại học của các nền giáo dục tiên tiến áp dụng. Tháng 3 năm 2019, trường Đại học Xây dựng đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO quốc tế. Trường Đại học Xây dựng đã đặt mối quan hệ hợp tác nhiều trường đại học và các tổ chức quốc tế. Trong đó, nổi bật là các chương trình hợp tác với Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF, đào tạo kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam PFIEV, theo Hiệp định Hợp tác Giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp, được thành lập từ những năm 90 của thế kỷ trước và duy trì đến hiện nay. Với những sinh viên ưu tú cùng với chương trình đào tạo chất lượng cao, chúng ta sẽ có những kỹ sư tài năng. Để minh chứng cho điều này, khi những sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao sang Pháp, theo học ở những bậc học cao hơn, họ có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về trình độ để đạt được những thành công nhất định, và chúng tôi hoàn toàn hài lòng với họ. Trong 5 năm qua, liên kết đào tạo quốc tế đã mở rộng nhiều hình thức, nhiều đối tác mới, như các chương trình đại học 2+2, 3+1 với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ, Đại học Huddersfield, Anh Quốc và Đại học Victoria, Melbourne, Úc, các khóa đào tạo ngắn hạn mùa hè Summer School và Internship hàng năm thu hút hàng trăm sinh viên quốc tế đến Đại học Xây dựng. Đại học Mississippi được thành lập vào năm 1848 và cơ sở chính của chúng tôi tại thành phố Oxford, Mississippi. Chúng tôi có khoảng 19.000 sinh viên, trong đó có 866 là sinh viên quốc tế, với tỷ lệ 16 sinh viên và một giảng viên giảng dạy. Điều đó có nghĩa là sinh viên có cơ hội làm việc và trực tiếp trao đổi kiến thức với các giáo sư đầu ngành của chúng tôi. Trong thời gian qua, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực trong giảng dạy. Các giáo sư đã làm việc không mệt mỏi để có thể dẫn dắt những thế hệ sinh viên đạt tới thành công bằng cách truyền dạy những kiến thức và kỹ năng tốt nhất cho họ. Với kế hoạch lâu dài đã được thiết lập từ trước cùng sự chuẩn bị toàn diện, vào tháng 8 vừa qua, Đại học Mississippi đã chào đón nhóm sinh viên đầu tiên từ Đại học Xây dựng Hà Nội và chúng tôi đã rất ấn tượng với những thành công của họ. Đại học Mississippi được đánh giá là tổ chức nghiên cứu nằm trong top 2% ở Hoa Kỳ về hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Tại đây, sinh viên được trao các cơ hội nghiên cứu và khuyến khích tham gia thực tập vào các môi trường thực tế để nâng cao kinh nghiệm và trình độ của mình. Đại học Mississippi đã chọn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là đối tác tại Việt Nam để phát triển quan hệ đào tạo và hợp tác nghiên cứu khoa học, dựa trên uy tín và chất lượng đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật của trường trong thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai trường đại học và mong muốn được chào đón nhiều sinh viên hơn từ Đại học Xây dựng Hà Nội trong tương lai. Khoa học công nghệ được đầu tư phát triển hiệu quả. Tháng 4 năm 2020, tạp chí Khoa học công nghệ của trường trở thành tạp chí quốc tế thuộc hệ thống trích dẫn Đông Nam Á ACI. Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng mạnh. Đến nay, mỗi năm có khoảng 200 công bố khoa học của cán bộ Đại học Xây dựng đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus. Số lượng đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia do Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện đứng thứ 8 trên 41. Số sáng chế và giải pháp hữu ích đứng thứ 2 trên 41 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm nổi bật trong những năm gần đây
là sự tham gia mạnh mẽ của trường vào các dự án khoa học công nghệ quốc tế để giải quyết những vấn đề của thực tiễn trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Điển hình như dự án thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam, phối hợp với Đại học Saitama, Nhật Bản, kinh phí do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ. Dự án Trung tâm Công nghệ Phù hợp về nước và vệ sinh môi trường WASAT phối hợp với Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Dự án Phát triển nguồn nhân lực BIM ở Việt Nam thông qua việc xây dựng và thực hiện các khóa đào tạo chuyên môn về BIM và các mối quan hệ bền vững với các doanh nghiệp ngành xây dựng do Hội đồng Anh tài trợ. Với các kết quả đạt được, Webometric xếp hạng Đại học Xây dựng Hà Nội đứng thứ 12 về khoa học công nghệ và thứ 25 về xếp hạng đại học trong 178 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Kawamoto ở trường Đại học Saitama, Nhật Bản. Đại học Saitama đã có 15 năm lịch sử hợp tác với trường Đại học Xây dựng Hà Nội về trao đổi giảng viên, sinh viên và các dự án khoa học. Qua các hoạt động trên, tôi nhận thấy rằng trường Đại học Xây dựng Hà Nội có một đội ngũ giảng viên trẻ trung, có chuyên môn cao và đã tham gia cùng chúng tôi trong các dự án khoa học và công nghệ quốc tế. Đặc biệt, dự án SACHEP được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và Cơ quan Phát triển Khoa học Công nghệ Nhật Bản GST về quản lý và tái chế chất thải rắn xây dựng hiện đang được phối hợp thực hiện bởi những chuyên gia hàng đầu của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Saitama. Tôi tin rằng với những điều kiện như vậy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chúc mừng năm 15 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Dù trong một khuôn viên khiêm tốn, trong những năm gần đây, bằng nguồn vốn ngân sách và kinh phí của nhà trường đã đầu tư phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại đồng bộ, theo lộ trình phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính. Cải tạo khuôn viên, nâng cấp các tòa nhà hiện có, tạo diện mạo mới cho trường, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn chứa đựng tinh thần lấy người học là trung tâm, vì người học. Một vóc dáng ngôi trường hiện đại mới đã được hoạch định và các hợp phần đầu tiên đã hình thành, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2022. Đây là quyết tâm của toàn trường với tầm nhìn 20 năm sẽ có khuôn viên hiện đại tại Hà Nam. Trong thời kinh tế thị trường, khi mà những làn sóng cung cầu của thị trường lao động và cả những yếu tố tâm lý, thị hiếu xã hội đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của các ngành nghề đào tạo trong mỗi thời đoạn. Nếu từng có thời kỳ điểm tuyển sinh đầu vào của Đại học Xây dựng luôn dẫn đầu bởi nhu cầu phát triển hạ tầng đất nước, thì lại có những giai đoạn làn sóng sinh viên chuyển sang các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh tế khác. Chính vì thế, nhà trường xác định lấy sinh viên làm trung tâm để đau đáu chăn trở tìm tòi đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy phù hợp để luôn đưa ra đời những kỹ sư kiến trúc sư hữu ích cho cộng đồng. Nhà trường luôn quan tâm phát triển đội ngũ bao gồm cả giảng viên và viên chức hành chính, những thành viên của thủy thủ đoàn quyết định cho thành công trong chặng đường tiếp theo, đưa con tàu Đại học Xây dựng Hà Nội vươn ra biển lớn. Đội ngũ cán bộ trường Đại học Xây dựng luôn được đánh giá vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ. Thế hệ hôm nay không ngừng được trẻ hóa, được đào tạo chuyên sâu từ các nước nói tiếng Anh và đủ năng lực hội nhập giáo dục quốc tế đương đại. Trong 5 năm qua, đã bổ nhiệm 44 giáo sư, phó giáo sư, 190 giảng viên chính, chuyên viên chính, cử đi đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước 120 người, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 210 người, bồi dưỡng ngạch chuyên viên 60 người, những con số biết nói về chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0, nhà trường cũng đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đủ mạnh để thực hiện chuyển đổi số trong mọi hoạt động công tác.
năm học 2019-2020. Hội đồng trường được thành lập theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, thực hiện chức năng quản trị nhà trường, bắt tay xây dựng đề án đổi mới hệ thống tổ chức, mô hình quản trị, tiến tới tự chủ đại học. Một trong những nét đặc trưng của ngôi trường này là sự gắn bó của các thế hệ cán bộ và sinh viên dù đang ở trong trường hay đã ra trường. Ở bất cứ nơi đâu, trên chiến trường năm xưa hay trên công trường hôm nay, họ đều dễ dàng nhận ra nhau với những nét khác biệt đặc trưng và gắn bó với nhau. Như những thành viên của một gia đình lớn, Đại học Xây dựng Hà Nội. Thiên tai hay địch họa, dịch bệnh hay thảm họa, tất cả đều cũng sẽ đi qua. Còn lại mãi mãi, như bài ca cuộc sống tươi đẹp đã luôn là tình người, vẻ đẹp nhân văn mà nhân loại luôn cùng nhau hướng tới. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, nhà trường đã quyết định dành một gói tài chính lớn cho các hoạt động phòng chống dịch Covid, bao gồm kinh phí hỗ trợ người học, người lao động của trường và các hoạt động chung tay cùng cộng đồng. Liên tục 2 năm qua, nhà trường bền bỉ góp sức cùng cả nước ngăn chặn đẩy lùi đại dịch. Và cũng chính trong những ngày tháng này, Trường Đại học Xây dựng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ đổi tên thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để đảm bảo sự phát triển bền vững, quản trị thương hiệu lâu dài. Đây cũng là nguyện vọng, mong muốn của các thế hệ cán bộ và sinh viên đã gắn bó với ngôi trường này qua những tháng năm lịch sử kể từ ngày thành lập. Cái việc mà buộc phải đổi mới, mà buộc phải khác biệt là tất yếu. Và Trường Xây dựng đương hình thành cái câu chuyện này. Tôi cũng đã nhìn thấy họ đã làm được việc đó. Từ cái diện mạo của nhà trường, từ cái cách đặt vấn đề, từ cái tên, rồi cái đối nội đối ngoại của nhà trường, rồi cái khác biệt rất cơ bản là họ thay đổi về mặt chương trình đào tạo, họ phân cấp đào tạo cuốn hút hơn, họ mở những cái ngành nghề nó sát thực với thị trường, bởi vì nó không còn bị khô cứng, không bị bó hẹp theo cái lối cũ nữa. Mà chính cái cởi mở đấy họ làm rất là phù hợp với thị trường, và tôi tin rằng là họ làm như vậy thì chắc chắn họ sẽ thành công, và tôi cũng mong muốn và luôn luôn đóng góp cho sự thành công đấy. Chúng ta tất cả vì cái sự phát triển chung của đất nước. Nếu để khái quát về ngôi trường này, người nối người, họ đã vun đắp nên nét văn hóa riêng của Đại học Xây dựng Hà Nội trong những cụm từ ngắn gọn. Chất lượng, tri ân thế hệ trước, chăm lo thế hệ sau. Cái chất mạnh mẽ, nhiệt huyết, đam mê, dấn thân và dẻo dai bền bỉ trên những công trường nắng lửa, mưa dầu của người xây dựng có lẽ được bồi tụ từ những năm tháng dưới mái trường này. Chất nghề, chất người bởi từ đây. Một viên gạch để riêng lẻ đâu có mấy ấn tượng, thậm chí thật nhỏ nhoi. Nhưng những viên gạch được xếp cạnh nhau có chủ ý lại hóa thân thành những công trình hữu ích, thậm chí độc đáo, sáng tạo và trường tồn cùng thời gian. Những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho thầy và trò theo năm tháng, theo tuổi của ngôi trường đang mỗi ngày thêm chững chạc. Còn cao quý và lặng thầm hơn nữa chính là mạch ngầm truyền thống kiêu hùng, khí phách của người xây dựng từ trong bom đạn lửa tôi, sáng tạo trong gian khó, vững vàng qua thăng trầm, mừng sáng khi bung mở những cánh cửa sáng tạo, canh tân đổi mới. Với truyền thống 65 năm đào tạo, 55 năm thành lập, các thế hệ cán bộ và sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục phấn đấu để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển trường, với tầm nhìn trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ,
một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trường đại học có bề dày truyền thống. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo nhà trường cùng với cán bộ giảng viên sinh viên qua các thời kỳ đã ngày càng khẳng định được vai trò vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều đổi mới trong việc mở rộng các lĩnh vực ngành nghề đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng là một trong những trường đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam đã đạt chứng nhận kiểm định quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi xin chúc mừng những thành quả, những thành tựu mà tập thể sư phạm nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi lãnh đạo nhà trường cùng tập thể cán bộ giảng viên đã hoạch định xây dựng chiến lược phát triển cho thời gian tới, tập trung vào đổi mới mô hình quản trị nhà trường, tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tạo ra những sản phẩm thiết thực để phục vụ cho lĩnh vực xây dựng kiến trúc và những lĩnh vực kỹ thuật khác. Xin chúc nhà trường tiếp tục đạt những thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam và phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao của cả đất nước. Ở nơi ấy, có những người thầy là thầy của bao kỹ sư, kiến trúc sư, ngành xây dựng nước nhà. Ở nơi ấy là ngôi trường thân yêu của hàng ngàn hàng vạn trí thức hữu ích của Việt Nam hơn nửa thế kỷ dựng xây đất nước. Khi truyền thống đã thấm sâu vào từng ký ức như một niềm kiêu hãnh của những con người giàu khát vọng, sẽ tạo nên những cuộc đời đẹp từ tâm, bắt đầu từ thuở ban đầu khởi lập và kiến tạo đầy khí phách và nhân văn, đã là một câu chuyện đẹp đang được tiếp tục viết tiếp. Tình yêu bắt nguồn từ trang giáo án rộng mở, đất cố ít cằn thì người sẽ nở hoa. Thế hệ cha anh đặt nền móng khai mở bằng ý chí và nghị lực để hôm nay trong rực rỡ bình minh vận hội mới, có những con người tiếp tục chung sức chung lòng, sắt cánh kề vai trong đội ngũ thủy thủ đoàn đủ bản lĩnh khai thông một hải trình mới, một cơ đồ trí tuệ mà nhân hậu cho muôn người sau vươn xa vượt biển lớn.